Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ tài liệu văn phòng đẹp. Thiết kế đa năng sang trọng, mới mẻ, mang đến không gian lưu trữ lớn. Lưu trữ đa năng, kiểu dáng phong cách đơn giản, tiện dụng. Khả năng lưu trữ mạnh mẽ, tạo nét đơn giản cho không gian sử dụng. Mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp. Mẫu tủ đựng hồ sơ văn phòng có thiết kế chắc chắn, lưu trữ và tổ chức được nhiều tài liệu, hồ sơ vật phẩm. Kết hợp nhiều kệ, ngăn kéo và cánh cửa tách biệt và phân loại lưu trữ dễ dàng. Gồm dạng cửa kính trong suốt và cửa mở dạng kín. Với thiết kế này, bạn có thể tách biệt và phân loại các mục lưu trữ khác nhau. Mẫu tủ hồ sơ gỗ dung tích lớn, giúp lưu trữ được lượng lớn tài liệu và vật phẩm rất tiện lợi. Sản phẩm chiếm diện tích nhỏ, phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Studio 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Studio 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.